Quynh trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, 11 năm sau bị đòi 8,8 tỷ. Ngân hàng đã thỏa thuận cách tính lại với khách. Hôm nay ngày 15 tháng 3, trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc như sau. Phía ngân hàng Exbank đã có phản hồi về công văn nhắc nợ với số tiền lãi lên tới hơn 8,8 tỷ đồng cho khoản nợ gốc 8,5 triệu đồng sau 11 năm của khách hàng ở Quảng Ninh. Chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV nhé. Cụ thể vụ việc, một người đàn ông ở Quảng Ninh nợ thẻ tín dụng của ngân hàng Exbank 8,5 triệu đồng nhưng quên trả. Sau 11 năm bị ngân hàng đòi cả gốc và lãi là hơn 8,8 tỷ đồng đang khiến dư luận hoang mang. Chia sẻ trên báo Người Lao Động, phía ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Exbank cho biết, việc phát thông báo nghĩa vụ nợ cho khách hàng là hoạt động nghiệp vụ thông thường trong quá trình xử lý thu hồi nợ. Người được gửi công văn nhắc nợ nói trên là khách hàng PHA mở thẻ Mastercard tại Exbank chi nhánh Quảng Ninh ngày 23 tháng 3 năm 2013, hạn mức 10 triệu đồng. Vào các ngày 23 tháng 4 năm 2013 và ngày 26 tháng 7 năm 2013, thẻ tín dụng của ông A phát sinh hai giao dịch thanh toán tại một điểm chấp nhận giao dịch. Đến ngày 14 tháng 9 năm 2023, khoản nợ thẻ của ông A đã được chuyển thành nợ xấu. Tính đến thời điểm thông báo, thời gian quá hạn phát sinh là 11 năm. Trong 11 năm qua, Exbank đã thực hiện nhiều thủ tục để thu hồi khoản nợ của ông A, từ thông báo bằng văn bản đến khách hàng về việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Tháng 12 năm 2017, ông A có văn bản khiếu nại về việc không nhận được thông báo việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Phía ngân hàng sau đó đã có văn bản phúc đáp, đồng thời ủy thác cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Exbank AMC để làm việc với ông A. Năm 2022, phía ngân hàng cũng đã có buổi gặp gỡ ông PHA để trao đổi tìm giải pháp hỗ trợ khách hàng xử lý nợ. Đến ngày 8 tháng 11 năm 2023, Exbank AMC tiếp tục có công văn gửi khách hàng để thông báo về nghĩa vụ phải thanh toán, phối hợp cùng ngân hàng thực hiện xử lý khoản nợ nêu trên. Về con số hơn 8,8 tỷ đồng tiền lãi phát sinh, phía Exbank khẳng định phương thức tính lãi phí thẻ tín dụng là hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận giữa Exbank và khách hàng theo hồ sơ mở thẻ có đầy đủ chữ ký khách hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Exbank chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ ông A. Hiện ngân hàng vẫn đang tiếp tục làm việc phối hợp với ông A để có phương án hỗ trợ khách hàng xử lý nợ. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.